Wow, the crocodile. Eat chicken. Múc múc muốn con về nuôi làm bét. Bét dễ thương. Cắt một đuôi. Wow. Yeah. Wow, cool. Wow, quá trời những cái vệt màu màu trắng xuất hiện ở dưới đất nữa các bạn ơi. Ồ, ở đây có những cái đồ chơi con thú rất là nhiều này. Wow, một chú khoa xấu khổng lồ bự luôn. Tất cả những cái đồ chơi ở đây rất là nhiều nhưng mà nó đã bị dính màu rồi các bạn. Dính màu trắng ở đâu á. Ồ, mình đã chuẩn bị sẵn một cái rổ kèm theo một cái thau nước. Rồi, một cái rổ đựng đồ chơi sạch nữa. Đó, trời ơi, dính nè. Quẹt cái nó dính màu quá trời. Bắt chú cá sấu này thôi, bỏ vô cái rổ đồ chơi thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ lụm thêm những chú khủng long khác. Có chú voi nữa kìa các bạn ơi. Lụm luôn. Những chú khủng long. Có một chú bạch tuộc hay chú mực mini nè các bạn. Con bò, trời ơi nguyên một con bò luôn, nó đã bị dính màu rồi. Ở đây là một con tê giác nè. Đây là chú hình như là chú cọp. Wow, có cả bọn ngựa này, hà mã đây nè. Rồi các bạn ơi, đồ chơi có những chú rùa nhỏ đây, quá trời đồ chơi luôn. Rửa cái tay cho sạch coi. Rồi và tiếp theo mình sẽ tiến hành rửa từng cái đồ chơi lại nha, cho nó sạch nha. Ôi đúng rồi. Đồ chơi gì đây? Wow, đây là một chú tê giác. Ở đây là có một bầy tê giác rồi, còn hai thằng bò nữa nè, bò đen bò trắng đang ăn cỏ nha các bạn, trên đồng cỏ. Rồi rửa sạch sẽ rồi bỏ vô cái rổ sạch thôi. Ở đây là một chú cá sấu bự quá bự luôn, mình sẽ rửa nó thật là sạch sẽ luôn. Ôi sạch quá. Wow, thì con cá sấu nó được người chăn nuôi người ta kêu lên bò để ăn nè các bạn, nó ăn cục bạch gà đó các bạn, người chăm nó đó. Bỏ tiếp một cục gà nữa. Nó ngậm hai cục trong miệng kìa. Để coi khi nào nó ăn coi. Wow, nó đang bắt đầu nhai nuốt rồi. Hay quá, nó nhai rồi nuốt rồi các bạn kìa, thấy không? Chú cá sấu dễ thương quá. Rồi sạch sẽ rồi, bỏ vô rổ thôi. Rồi đây là chú khủng long cổ dài Brachiosaurus. Đó, khủng long cổ dài sống ở trên một cái vùng đảo cao. Các bạn thấy không, nó cao hơn cả một cái cây dừa luôn các bạn. Rất là to, đây là một loại khủng long cực kỳ to lớn ở thế giới cổ đại. Rồi, rửa tiếp cái con này coi. Đây chính là con gì đấy? Con bò. Đây là những con bò, một con bò đang ăn cỏ, một con bò đang nằm nghỉ ngơi, đang ăn ở đồng cỏ này các bạn. Rồi, để xa xa cho các bạn coi là có con bò đang đi bộ trên đường. Rồi, và những chú bò khác đang ăn cỏ dọc cỏ, rất là ngon lành. Bỏ vô rổ thôi. Rửa. Cái thao nước của mình nó chỉ sang nguyên cái màu trắng luôn rồi. Rửa sạch hết các màu. Đây là chú voi. Những chú voi nguyên một đàn gia đình voi luôn này. Có một chú voi, hai chú voi rất là bự. Chú voi đang bị khí súng hiện đại đó. Bỏ vô đây. Tiếp tục đây là khủng long gì đây? Đây là một con khủng long có vuốt dài. Vuốt dài nhất trong các loài khủng long đó. Nó rất là cao, to. Nó đang đánh nhau với những con hổ.
Rất là mạnh nha. Rồi, rửa sạch sẽ, bỏ vô rổ thôi. Spinosaurus. Spinosaurus. Khủng long, một trong những chú khủng long ăn thịt mà uy hiểm nhất thế giới cô đơn. Spinosaurus. Nó săn, nó cắn rồi. Mẹ, nó quăng luôn. Rồi, rửa sạch rồi, đừng chơi, bỏ vô luôn. Đây là con gì đây? Sạch sẽ ra mới biết được nào. Các bạn nói xem con gì? Tiger đang đấu với những chiến binh. Chiến binh đang phải thử thách. Wow, chiến binh quá mạnh luôn, hất bay luôn con Tiger. Quá tuyệt vời. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ rửa tiếp một cái con gì ở đây. Đồ chơi quá nhiều luôn các bạn ơi. Đây là một chú báo. Chú báo là trong thiên nhiên hoang dã, chú báo là có tốc độ cực kỳ ấn tượng, rất là nhanh luôn các bạn. Đây là hà mã, nguyên một bầy hà mã đang tấn công đấu nhau với cá sấu. Nguyên một bầy hà mã, cả mã nhỏ, hà mã to luôn, quá trời luôn, bỏ vô đổ luôn. Ui, đây là cái gì đây? Hình như đó là chú bạch tuộc mini. Có màu đỏ nha, chú bạch tuộc mini màu đỏ rất là dễ thương. Rửa sạch nào, ta sạch nào. Ở đây là mantis, đó chính là chú bọ ngựa đó các bạn. Đang đấu nhau với chú bọ cạp. Nó có hai cái càng cái chặt liên tục. Đây, còn đây là con gì đây? Lion, sư tử nha các bạn, chúa sơn lâm. Chúa sơn lâm trong rừng đó. Rửa tiếp những cái đồ chơi mini này coi. Wow, đây là khủng long ba sừng. Ủi, trời ơi, ủi rồi nha. Nguyên một con khủng long đi ủi tấn công cái tòa thành của những người lính. Đây là chú rùa nhỏ. Tiến hành rửa thế nào? Thật là sạch rồi. Sau khi thu thập và rửa rồi vệ sinh xong, mình đã có một cái rổ đồ chơi thật là nhiều đồ chơi và sạch sẽ nha các bạn.